Một sự cố có thể được xem là hy hữu vừa xảy ra tại Quảng Trị. Cháu bé trong lúc vui chơi thì bị kẹt vào lỗ rỗng ở giữa một trụ bê tông làm móng cột điện. Cuộc giải cứu sau đó khiến trái tim nhiều người như ngừng đập. Sự việc xảy ra vào chiều qua trên địa bàn xã Do Châu, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị. Trong lúc vui chơi, bé làm rơi chiếc dép vào trong lỗ rỗng của khối bê tông nên chui vào để lấy và bị kẹt. Nghe tiếng kêu cứu của em, người dân trong thôn tập trung lại sử dụng các dụng cụ phá vỡ khối bê tông và đưa thành công cháu bé ra ngoài. Lãnh đạo công ty điện lực Quảng Trị xác nhận khối bê tông nói này dùng để thi công một dự án cải tạo lưới điện do đơn vị làm chủ đầu tư và do một công ty đóng tại thành phố Đà Nẵng thi công. Sau sự cố, đơn vị tổ chức thăm hỏi gia đình bé, đồng thời yêu cầu nhà thầu triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình thi công dự án. Khi bước vào nhà vệ sinh của gia đình để tắm, một người dân ở tỉnh Tây Ninh hồn siêu phách lạc khi chứng kiến cảnh tượng này. Con trăng khổng lồ nằm cuộn tròn, ngước đôi mắt đối mặt với gia chủ. Khoảng 10 chiến sĩ cứu hộ cứu nạn công an thị xã Trảng Bàng sau đó mất thời gian dài vật lộn mới khống chế được con vật để giao cho kiểm lâm. Sáng qua, công an thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh nhận được tin báo của ông Phan Văn Thuận, 59 tuổi, về việc phát hiện con trăng lớn bò vào và nằm trong nhà vệ sinh của gia đình. Kích thước khổng lồ của nó khiến cho mọi người sợ hãi và lập tức báo cho lực lượng chức năng. Khoảng 10 chiến sĩ cứu hộ cứu nạn được điều xuống hiện trường. Tại đây, con vật tỏ ra hung dữ, liên tục quấn thân, thè lưỡi để tự vệ khi bị cảnh sát dùng gậy đè khống chế. Sau thời gian hợp lực, tổ công tác mới bắt được con trăng dài 3 mét, nặng khoảng 50 kg, bỏ vào bao tải giao cho chi cục kiểm lâm tỉnh Tây Ninh xử lý. Bước đầu xác định đây là loài trăng gắm thuộc nhóm 2B, nằm trong sách đỏ Việt Nam, nằm trong nhóm động vật quý hiếm nghiêm cấm khai thác và sử dụng.